Vô, chào mừng các bạn trở lại với tập 2 của những thanh niên zombie sợ người. Mấy bạn ơi, nó đúng sợ luôn á. Mày đói zombie màu màu gì nha bạn? Mà mình cũng chơi pro hơn được xíu rồi nha bạn. Đi pro cho bạn xem. Ôi chết bà, mày sao ngon. Zombie màu hồng, zombie mới. Chưa thấy zombie màu hồng bao giờ luôn. Cái máy ép cái bánh cake cũng có 4 phút thôi cũng được. Mình đặt cái lollipop này. Ui chết bà, hết mũi tim. Mày muốn cho bạn nào coi đứng đây luôn nha, lú lên lú. Ôi mẹ, bắn trúng cái kia bạn ơi. May rồi, xong bắn trúng cái cây kia là nó bị bá ra nha bạn. Mày lụm lại được cái tay tim, lụm lại được. Và khi mà trúng mấy con đó thì sẽ không lụm lại được nha bạn. Nhanh không nhanh? Ơi mình bắn khá là nhanh luôn. Check back của tao. Chạy chạy này, mình sẽ bán được là 20 đồng một cái màu tím thôi nha bạn. Cấp lên cấp luôn rồi, ngon. Mày lên cấp liền, mình sẽ nâng cấp thêm cái kia nữa bạn. Ơi mình sẽ mua cái mũ của bạn ơi, cái nét. Mày ném mình được cái kia, mình được cái outfit. Đúng, được cái ốc vít bạn ơi. Mà có dụng cụ như cái đây, một con ốc bạn. Bạn cần một con ốc để bạn nâng cấp lên nha bạn. Chết. Lên run, lên run. Lên run đúng không? Lên run. Lên run, lên run. La 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 la. I'm at the hinman. Chà, phúc mũ. Thấy là ngầu lên rồi nha bạn. Được vãi. Cái nón được, ừ hình như cái nón nó tăng. Trời, gì 4 con vậy? 4 con ai biết điên nào trời. 4 con sao biết điên nào trời. Con zombie màu hồng. Con zombie màu hồng rồi, con kia chạy chạy. Ăn nổi, tao là người thợ săn mà thấy cái mũ là thấy ngầu rồi bạn ơi. Trời ơi. Rồi. Chạy hộ cái. Chạy hộ cái luôn á. Lấy cái này. Đấy. Ngon. Rồi. Nâng cấp thôi. Mát luôn các bạn ơi. Cấp cuối luôn. Có gì? Ồ, hình như nó có cái mới nè các bạn. Nó lên cấp được cái logo ở trên không? Mình cũng chả để ý nữa các bạn. Drop rồi cái power nó tới đâu nha bạn. Con này mày xạo. Power. Power siêu, power siêu. Chết chưa? Chết chưa? Chết chưa? Trời ơi, còn con kia được, con này dễ mà. Con ơi, phục luôn. Ơi ơi, tưởng chạy thoát rồi nhưng mà không. Còn một con nữa bạn ơi. Chả có gì thì chết thôi. Các bạn ơi, cuối cùng cũng đủ rồi. Giờ bán thôi bạn, video này mất rất nhiều công sức để làm đó, mấy bạn ủng hộ mình nha. Nâng cấp cái súng lên max full. Bạn bắn cho bạn coi nè. Không ngán bố con nào hết nha bạn. Không có ngán bố con nào hết. Ui, đi. Ôi ơi. No no no. 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 Ừ. Hey, xem chết bạn. Mất mấy cái lưới luôn. Mày sợ hả rắn. Rồi, lú lên màu hồng, ngon 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 ngon. Ơi xanh á. Mày ngủ đi con trai. Nè coi nè các bạn, thường cái gỗ này là bà. Đấy, thấy không, mình bắn chết luôn. Thường thường là bắn về hai cái nha các bạn. Hai con luôn. Rồi. Hơi. 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 Rồi, ngủ luôn. Ngủ mất tiêu luôn. Lên cấp. Equipment mới bạn, rồi challenge. Challenge activate là sao ta? Dụng cụ mới là 3.500. Heron Model 2. Là luôn nha, lên cấp luôn các bạn ơi. Tiền mình nhiều. Được cái là mình nhà mình giàu, bạn hiểu không? Các bạn ơi. Sao? Nó có sao? Nó nhanh hơn à? Này là gì? Cái này là thử thách. Nếu mình có thể bắn xuyên cái armor nó của nó bạn. Mày chết.
Ôi trời ơi trời. Ôi trời hụt luôn. Mày hên quá bạn, hên hên. Hai thằng xém chết xém chết. Cái model 2 này mình khá là khó hiểu. Không hiểu nó là sao. Mày. Rồi rồi rồi. Ăn rồi ăn rồi ăn rồi. Ê. Ê trời. Mày láo 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 heo. Các bạn coi mình cắt bắt 4 con nè. Ôi chết bà, có 3 con à. Mẹ bữa mình bắt 4 con luôn. Phê vậy. Ờ quên, không được, mình phải bắn mấy con mà có giáp. Xanh nó còn 2 con à. Trời ơi, chạy luôn. Chạy đi em trai. Chạy đi. Ta bị hụt. Tội. Đây, ngon, đủ con này. Đó, nó các bạn. Đủ tiền luôn, nâng lên luôn. Nâng luôn. Lên cấp luôn. Ôi, chưa bạn, còn 30 cái ruột đất nữa bạn ơi. Rồi. Mình sẽ có những con mới bạn đây. Đây, cái con già già gì đây. Ice cream 4.000. Mình sẽ đi search thử coi. Mới con to 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 nè bạn, con này. Đù con này. Mấy sao luôn nha bạn. Nó nè luôn. Mày. Trời. Nó phải không bạn? Ồ à. Con này là giữ cái gì ta, giữ cái ống đó bạn ơi. Rồi xong. Hoàn thành nhiệm vụ luôn. Mày hoàn thành challenge luôn nha các bạn. Quá dữ. Challenge của mình đã xong. Collect the reward. Chơi chơi chơi. Quay. Được gì. Một cái con ốc. Một con cũng ổn đi ha. Cũng khá là ổn. Easy đúng không bạn. Rồi thiếu một con luôn. Buồn luôn. Lollipop. Cái kia phải là cái cây này. Mình phải bán 40 cái cây này các bạn ơi. Đúng rồi bạn. Biết có không đây. Nó nè. Bự mập. Này thì mập. Mày mập. Zombie to lớn. Khá là to lớn. Quá hả. Ngầu quá hả. Ngầu quá hả. Ngầu quá hả. Mày xạo hả. Con trai của ta. Xuyên. Ôi dồi. Mẹ nó trời. Ngầu quá hả con trai. Ngầu. Ui. Rồi xuyên luôn nè. Tưởng chạy được nhưng không. Xuyên. Chết lên. Nằm một chỗ liền. Lượm tiền. Đó ba cái não đó em con trai. Trời. Ôi chết ba nó trời. Hết chạy luôn. Hết chạy luôn. Hết chạy luôn. 3.000 rồi bạn. Những cái kia 4.000 đúng không ta. 4.000 rồi. Mua. Ngại gì mà không mua. Đói. 10 phút nha bạn. Này trời. 4 luôn. Xuyên. Xuyên. Học quay. Xuyên. Lòi 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 lên. Lụm. Ngon lành. Có tiền nữa. Hai cái giáp. Thôi giật một cái ông chết luôn à. Thôi à. Rồi. 5 màn nữa. 3 thằng luôn. Thôi rồi. Nó hụt. Nó đánh mình cái luôn kìa các bạn. Thằng này láo. Thằng này láo. Có 5 con hả bạn ơi. Rồi 5 con cùi bắp nữa chưa. Trời ơi. Easy easy bruh.